Tiếp theo là phần chánh văn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lãng thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thanh thơi ở vô cùng. Hiểu yêu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng. Mùa xuân cảnh lầu đài, lúc còn xác thịt nữ thi tài hùng ăn. Tử vi mây phủ nhiều đêm, bồng lai một cõi chú thích. Đảnh cũng đọc là đỉnh, có nghĩa là chót vót đỉnh đầu, đỉnh cao hơn hết trong một ngọn núi. Liên đài là đài sen, đây chỉ cho một vồ đá cao nhất ở núi Tà Lơn, nơi ông Cử Đa tu đắc đạo. Tầm đạo là tìm kiếm đạo lý, tìm đạo ở đây có nghĩa cố tu hành cho đạt thông đạo pháp, đắc đạo. Đức Thầy có câu: bác ái xả thân tầm đạo chánh. Một mai nghĩa là mai sau hay là sau này. Đức Thầy có câu: một mai dạo được Tây Đông. Lang thiên là một trong nhiều vị trí trên núi Tà Lơn, như Long Thoàn, Long Thuyền, Tứ Giao Điện. Phất phơ cũng gọi là pháp phơ, tức là lá liễu bị gió đưa qua đưa lại. Liễu yếu là loại cây cành mềm, lá nhỏ, cánh dài, buông rủ xuống thước tha. Truyện Kiều có câu: lơ tơ, tơ liễu buông mành. Tùng cũng gọi là tùng, thông. Tùng có hai loại: một, loại cây thấp người ta trồng làm kiểng; hai, loại cây cao ruột chắc, bốn mùa lá nó vẫn xanh không thay đổi. Nghĩa bóng chỉ người có đức chịu đựng hay che chở kẻ yếu kém. Đức Thầy từng viết: chốn rừng tòng ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hoặc là chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Mai nghĩa là cây mai, loại kiểng có hoa vàng hoặc trắng đỏ. Hoa vàng thường trổ vào mùa xuân, hoa trắng đỏ hay trổ theo bốn mùa tứ quý. Hùng anh, hùng là vua các loài thú, anh là vua các loài hoa, chỉ cho bậc tài giỏi xuất chúng, có chí khí hơn người, ví dụ anh hùng hào kiệt. Đức Thầy có câu: đứng anh hùng dựng nên thời thế. Tứ vi bốn phía chung quanh bao vòng, nhiễu đoanh mây nhiều có tia nhỏ buông phủ xuống, kết quanh núi Tà Lơn nhìn như một bức tranh. Lược giải từ câu 1 đến câu 10 mở đề cho quyển sấm giảng. Đức giáo chủ kể lại trên đường tầm đạo cứu đời, ngài đã từng dừng chân tại Lang Thiên, một vị trí trên núi Tà Lơn, để trau dồi tâm trí cho đến khi thành quả. Nhân một buổi nhàn du, ngài nhẹ gót dạo quanh vùng Lang Thiên. Đây là một đỉnh núi cao vút, khiến tâm hồn ngài lâng lâng giao hòa cùng kiển vật.
Bỗng từ đâu có gió nhẹ đưa về, làm những cành liễu thước tha uốn lượn, màn sương thấm lạnh cả tòng mai qua kiển. Hồi tưởng cũng một mùa xuân như hiện giờ, khi còn mang nhục thể, ngài quyết tâm tầm đạo cứu đời. Và sau cuộc thi tài tại hội quần tiên, ngài được tuyển làm bậc tiên trưởng. Kế nhìn ra xa, thấy bốn bề mây phủ lớp lớp như kết tuổi màn che. Rồi ngài gật gù cảm nhận, đây thật là một cảnh thanh thoát, đúng với danh tiếng non bồng.